Xin kính chào toàn thể bà con. Và đây là các nhân công đang bốc xếp hàng hóa để đi lên khu vực Bắc Giang nhé. Đây là có 300 lồng đựng gà vịt này, loại nhựa PP nguyên sinh và nhựa pha để chuyển lên đất Bắc Giang. Ở đây là xưởng sản xuất Hồng Phúc, chuyên cung cấp các loại lồng đựng gà vịt này, lồng bắt gà vịt, tấm lót sàn chuồng trại này. Và tấm lót sàn chuồng trại, các thiết bị chăn nuôi lợn gà ngan vịt. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc ạ. Hiện tại trong kho là đang còn khoảng hơn 5.000 lồng đựng gà vịt để phục vụ quý bà con. Bà con nào có nhu cầu mà lấy lồng lắp sẵn rồi thì đến đây trực tiếp này. Đây có sẵn hàng này, chỉ việc lấy về để đem đi bắt gà vịt ạ. Đây là xưởng sản xuất, bao giá toàn quốc nhé. Trọng lượng lồng 4,7 kg, nhựa PP nguyên sinh, kích thước dài 75, rộng 55, cao 26, và loại nhựa lồng chất lượng kém, nhựa pha nhé. Trọng lượng 4,5 kg, đầy đủ nhé. Giao hàng toàn quốc luôn ạ. Màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu xanh lá cây. Và đây là tổng kho thiết bị Hồng Phúc và chuyên bán buôn bán lẻ. Đây, đây các trồng lồng này là chưa lắp ráp này, để trong quá trình vận chuyển sẽ được tiết kiệm chỗ này để chuyển đi xa nhé. Và rất là nhiều ạ. Rất là nhiều sản phẩm, chỉ chờ có khách đặt hàng xuất hàng thôi ạ. Đây là lồng chuyên dụng ạ. Cái lồng này thì từ khi ra đời thì đã thay thế được cái lồng sắt. Lồng sắt thì chứa được nhiều nhưng mà trong quá trình vận chuyển rất là lặng, mà gà thì hay bị kẹp. Rồi quá trình nhốt thì được nhiều gà nhưng mà bê vác thì rất chi là vất. Bà con, đây là xe đang bốc xếp này, đầy xe luôn nhé, đầy xe luôn, 300 lồng ạ, 300 lồng để chuyển đi ạ, đất Bắc Giang nhé, hôm nay là chuyến hàng đi đất Bắc Giang, sáng nay là một chuyến đi Vĩnh Phúc ạ. Ai có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp nhé, xưởng sản xuất Hồng Phúc ạ, địa chỉ tại Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. À, đây các bạn lắp đấy, bán buôn bán lẻ, bán buôn bán lẻ liên tục tuyển đại lý. Bà con có nhu cầu thì cứ đến hoặc là alo trực tiếp thì chúng tôi sẽ có xe vận chuyển tới tận cửa hàng hoặc là đến tận xe của mình để đi bắt gà luôn. Đấy, giao hàng thì bất kể Bắc Trung Nam luôn ạ, Hà Nội, Bắc Linh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Cạn và Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương. Sản phẩm rất chi là nhiều. Đây ạ, một cái lồng khi lắp lên này, màu vàng này, màu xanh này, màu vàng trắng này, màu xanh trắng, nói chung là tất cả các màu, tùy theo nhu cầu của bà con đặt hàng thì chúng tôi sẽ bơm cho bà con nhé. Giá tốt nhất thị trường luôn, bao giá luôn. Rồi. Xin cảm ơn bà con, rất mong được hợp tác cùng bà con. Thân ái, chào tạm biệt. Bà con ai có nhu cầu liên hệ đến xưởng Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại 0973 143 996 và 0962351138. Và xin nhắc lại 0973 143 996 và 0962351138. Thân ái chào tạm biệt.